bộ phim thách thức nhất trong sự nghiệp của Brad Pitt. Brad Pitt đã từng nhập vai quân nhân tham chiến, đã từng thực hiện những vụ trộm ngoạn mục, từng thách thức các đối thủ trên sàn đấu boxing. Qua các vai diễn điện ảnh đa dạng của mình, vậy nhưng, đối với anh, Ad Astra, bộ phim điện ảnh mới nhất chính là thách thức lớn nhất. Trong phim, Brad Pitt vào vai một phi hành gia đang thực hiện một sứ mệnh giải cứu ngoài không gian. Nam diễn viên 55 tuổi đưa người xem tới một miền xa xôi trong hệ mặt trời. Trong phim, anh là Joy McBride, một phi hành gia có người cha bị mất tích khi thực hiện một sứ mệnh không gian từ nhiều năm trước. Giờ đây, khi xuất hiện những mối đe dọa mới đối với sự tồn vong của trái đất, Joy McBride cần ra ngoài không gian tìm lại người cha mất tích của mình. Từ đây bắt đầu nảy sinh những tình huống mới gây bàng hoàng sửng sốt. Bối cảnh bộ phim đặt ở thời tương lai, khi con người đã xây dựng được hàng loạt những trạm vũ trụ ngoài không gian và các phi hành gia có thể sống trong môi trường ấy suốt những quãng thời gian dài để tiến hành nghiên cứu đối với các hành tinh. Joy McBride thực hiện một sứ mệnh không gian mà anh không ngờ rằng nó sẽ trở thành chuyến hành trình để anh tự khám phá chính mình. Brad Pitt cũng là một nhà sản xuất tham gia dự án phim Ad Astra. Anh chia sẻ tại một cuộc họp báo diễn ra ở LSP Venice, Ý rằng, đây là bộ phim khó nhất mà tôi từng đảm nhận bởi chuyện phim quá sâu sắc và tinh tế, đến mức bất cứ khuôn hình nào xuất hiện sớm, hoặc đoạn nhạc nền không phù hợp đều có thể làm hỏng cả bộ phim. Chúng tôi phải không ngừng nỗ lực để duy trì sự cân bằng giúp chuyện phim được thắt mở một cách nhẹ nhàng, từ tốn, tinh tế và khéo léo nhất. Bộ phim đã được công chiếu tại LSP Venice vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trong phim, nhân vật Joy McBride do Brad Pitt đảm nhận sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời mình, trong đó có mối quan hệ với người cha của mình, thông qua chuyến hành trình đi vào không gian. Joy McBride sẽ phải đối diện với những thách thức, những kẻ thù ở một miền đất không hề hiếu khách, một môi trường bên ngoài không gian vũ trụ rất cô độc. Đạo diễn James Ray của phim chia sẻ, chúng tôi cố gắng kể một câu chuyện bé nhỏ nhất của một con người đặt trong một phông nền rộng lớn của cả vũ trụ bao la. Khi ấy, điều bé nhỏ bỗng trở thành cả vũ trụ. Hiện tại, Ad Astra là một trong 21 bộ phim đang dự tranh giải thưởng danh giá sư tử vàng tại LSP Venice lần thứ 76. Liên hoan đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 9. LSP Venice vốn không xa lạ gì với những bộ phim điện ảnh làm về đề tài không gian vũ trụ. Trước đây, bộ phim giành giải Oscar, Gravity, Cuộc chiến không trọng lực 2013 cũng đã từng công chiếu tại đây. Gravity có sự tham gia diễn xuất của người bạn đồng nghiệp thân thiết với Brad Pitt, tài tử John Rooney. LSP Venice cũng là nơi chiếu mở màn bộ phim First Man, Bước chân đầu tiên 2018 làm về cuộc thám hiểm mặt trăng hồi năm 1969. Trước khi đóng phim Ad Astra, Brad Pitt đã tham khảo người bạn đồng nghiệp thân thiết của anh tài tử John Rooney để có những kinh nghiệm thực hiện cảnh quay treo mình trên dây cáp. Do và tôi đã trao đổi những câu chuyện rất chân thực về chủ đề này. Bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của Liv Tyler, Jude Nega và Dana Sutherland. Tại LSP Venice đang diễn ra, đây là một phim được chờ đợi. Cách bộ phim được đón nhận tại LSP Venice sẽ là dự báo quan trọng cho thành tích của phim tại những lễ trao giải điện ảnh quan trọng sắp tới. Khi được hỏi liệu vai diễn lần này có thể đưa lại cho Brad Pitt một giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp dành cho nam chính xuất sắc hay không, nam diễn viên chia sẻ khiêm tốn, Chúa ơi, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi bộ phim này. Đây là một bộ phim quá thách thức, quá khó nắm bắt. Bộ phim này đề cập tới nhiều đề tài, như việc chúng ta là ai trong cuộc đời này, mục đích của chúng ta trong cuộc đời này là gì, tại sao chúng ta cố gắng nỗ lực, kiên trì trong cuộc sống và không dừng lại. Tôi đang rất tò mò không biết bộ phim này rồi sẽ được đón nhận như thế nào. Các nhà phê bình hiện tại rất khen ngợi nghệ thuật quay phim ấn tượng trong Ad Astra, diễn xuất của Brad Pitt đầy tính chiều sâu, sự hoài niệm, nỗi khổ đau. Vì vậy, diễn xuất của anh đã được coi là điểm sáng giúp kết nối toàn bộ bộ phim. Dù vậy, phim cũng bị chê bai đôi chút, rằng chuyện phim khá rông dài và những đoạn lồng tiếng thuyết minh, độc thoại khá dài. Bích Ngọc, theo Vanity Holiday Oz. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.